Chờ bạn mình chừng vài phút nữa ha, tụi con. Để cho các bạn vô mình viết chính tả cho đồng loạt ha. Rồi, con thấy màn dung vừa vào, vậy là còn Tường Lam với Phú. Rồi giờ tụi con ở không tụi con đầy thứ luôn cô đi, rồi tụi con ghi chữ chính tả để sẵn ha, rồi lát mình sẽ ghi tựa bài sau. Chờ các bạn vào đủ thì cô sẽ chiếu cái bài của mình lên ha. Rồi cô thấy Lam vừa vào, giờ còn Phú nữa. Để viết chính tả nên mình chờ cho đủ nha tụi con, để tránh là một bạn vào trước một bạn vào sau ha.
Rồi tụi con đầy thứ xong chưa tụi con? Cô sẽ mở cái file bài chính tả của mình hôm nay viết cho các bạn đọc qua trước một lần ha. Tụi con ghi tựa bài chính tả giùm cô là tiếng hát buổi sớm mai nha. Cô có share trên màn hình. Tiếng hát buổi sớm mai. Cô ơi, sao con nghe cái tiếng của con nhỏ quá cô? Nghe chưa? Rồi rồi rồi, lại lớn nè. Rồi tụi con ghi cái tựa bài vào giúp cô ha, tiếng hát buổi sớm mai nha. Này, tiếng hát buổi sớm mai. Chúng ta ghi chính tả nghe viết ha, tiếng hát buổi sớm mai. Tiếng hát buổi sớm mai. Xong chưa tụi con? Mình ghi tựa bài xong chưa? Dạ chưa cô. Rồi, tiếp tục ghi cho cô ha. Rồi, tiếp Tiếng tục hát đi buổi cho sớm cô. mai. Ghi xong thì mình đọc qua một lần. Thanh Phú tới giờ chưa vào thì mình chắc mình phải bắt đầu thôi tụi con, để không kịp giờ nha. Các bạn xong báo cô để cô biết nha, cô nghe. Cô chuẩn bị cho tụi con đọc. Xong rồi cô. Một bạn xong. Con xong rồi cô. Hai bạn xong. Xong rồi cô ơi. Ba bạn xong. Em đọc xong rồi cô ơi. Rồi Hoàng Dung xong. Xong rồi cô ơi. Rồi xong. Bắt xong chưa bắt? Con xong rồi cô ơi. Em vừa mới nói là xong rồi mà cô. Rồi như vậy bây giờ chúng ta sẽ đọc qua một lần nha. Rồi Hoàng Dung đọc trước giùm cô đi Hoàng Dung. Yeah. Rạng đông mặt trời tỏ như tia nắng dịu dàng muôn vật bên bìa rừng có một bông hoa lạ năm cánh mịn như nhung bông hoa tỏa hương thơm ngát quanh nó hấp thoáng những cánh bướm dập dờn mặt trời mỉm cười với hoa thế là bông hoa cất tiếng hát nó hát mãi
Rồi đọc hết xong hết rồi Hoàng Dung. Cuối cùng nó hỏi gió xem có thích bài hát đó không. Tất nhiên chính tôi hát đấy chứ. Tôi đã làm những cánh hoa của bạn đúng như tạo hành tiếng. Tôi lao sao nên bạn cứ tưởng mình hát. Rồi trời, Hoàng Dung nay đọc xong mà chậm đi con. Rồi đọc lại giùm cô một lần nữa to rõ nha tụi con. Đọc giùm cô đi Phước Lộc. Ai tắt hết vậy ta? Trời ơi. Tự nhiên cái mánh quen tự nhiên sao nó lại bật mấy. Rồi, ok. Rồi tắt đi con. Rồi Phước Lộc đọc lại giùm con lần nữa nha Phước Lộc. Dạ. Tiếng hát buổi sớm mai. Rạng đông mặt trời tỏa những tia nắng dịu dàng. Đúng không? Vàng. Tiếng xuống muôn vật. Bên bìa rừng có một bông hoa lạ, năm cánh mịn như nhung. Bông hoa tỏa hương thơm ngát. Quanh nó thấp thoáng những cánh bướm dập dềnh. Mặt trời mỉm cười với hoa. Thế là bông hoa cất tiếng hát. Nó hát mãi, cuối cùng nó hỏi gió xem có hết bài hát đó không. Gió ngạc nhiên, chính tôi hát đấy chứ. Tôi đã làm những cánh hoa của bạn đung đưa, tạo thành tiếng kêu lao sao nên bạn cứ tưởng mình hát. Rồi, một cái đoạn viết chính tả của tụi con tên là tiếng hát buổi sớm mai. Rạng đông, mặt trời tỏa những tia nắng dịu dàng xuống muôn vật. Bên bìa rừng có một bông hoa lạ, năm cánh mịn như nhung. Bông hoa tỏa hương thơm ngát. Quanh nó thấp thoáng những cánh bướm dập dờn. Mặt trời mỉm cười với hoa. Thế là bông hoa cất tiếng hát. Nó hát mãi cuối cùng nó hỏi gió xem có thích bài hát đó không. Gió ngạc nhiên, chính tôi hát đấy chứ. Tôi đã làm những cánh hoa của bạn đung đưa, tạo thành tiếng kêu lao sao nên bạn cứ tưởng mình hát. Tại vì cô nói chuyện nhiều á nên cái tiếng cô nó hơi bị nó không có to được, nó khang khang nha tụi con. Rồi bây giờ mình lưu ý cho cô những chữ khó nào đây. Câu đầu tiên, rạng đông mặt trời tỏa những tia. Thôi bài này bài thi nên không có nhắc kỹ nha. Các bạn đều đọc qua một lần hết rồi chưa tụi con? Đáng lẽ kiểm tra là cô nãy cô không có cho đọc luôn á. Rồi, như vậy mình bắt đầu mình viết được chưa nè? Được chưa? Tụi con đã ghi tự bài gạch lõi xong hết chưa tụi con? Bắt xong. Rồi bây giờ vậy là mình bắt đầu viết ha. Các bạn còn lại im lặng là cô nghĩ là tụi con đã sẵn sàng. Làm xong chưa con? Đang xong rồi. Rồi như vậy mình sẽ viết chính tả nha. Bây giờ tụi con xuống hàng đầu tiên. Lùi vào ha, thụt vào. Tiếng hát buổi sớm mai, bắt đầu viết nha. Rạng đông. Rạng đông.
Mặt trời tỏa những, mặt trời tỏa những, rạng đông mặt trời tỏa những, kịp tới đây hết chưa tụi con? Con chưa xong cô. Rạng đông mặt trời tỏa những, rồi còn bạn nào chưa kịp không? Rạng đông mặt trời tỏa những tia nắng dịu dàng, rạng đông mặt trời tỏa những tia nắng dịu dàng. Xuống muôn vật rạng đông mặt trời tỏa những tia nắng dịu dàng, xuống muôn vật chấm. Cô đọc lại cả câu này nha. Rạng đông mặt trời tỏa những tia nắng dịu dàng, xuống muôn vật. Kịp hết chưa tụi con? Viết tiếp tục ha. Viết tiếp tục. Bên bìa rừng, bên bìa rừng, muôn vật có chấm không cô? Chấm con. Rạng đông mặt trời tỏa những tia nắng dịu dàng, xuống muôn vật chấm. Bên bìa rừng, bên bìa rừng, có một bông hoa lạ phẩy. Bên bìa rừng có một bông hoa lạ phẩy. Bên bìa rừng có một bông hoa lạ phải. Bên bìa rừng có một bông hoa lạ phải. Năm cánh mịn như nhung chấm. Năm cánh. Cô đọc lại cô nghe. Bên bìa rừng có một bông hoa lạ phẩy. Con kịp tới đây chưa? Dạ rồi. Phẩy ha. Năm cánh mịn như nhung. Năm cánh mịn như nhung. Bên bìa rừng có một bông hoa lạ phẩy. Năm cánh mịn như nhung chấm. Năm cánh mịn như nhung chấm. Bắt xong chưa bắt? Chưa mẹ, đã xong chưa con? Năm cánh mịn như nhung
chấm. Năm cánh mịn như nhung chấm. Có ai chưa kịp tới đây không tụi con? Cô đọc tiếp nha. Cô lặp lại hai câu tụi con vừa viết ha. Cho những bạn nào chưa kịp thì mình theo dõi. Rạng đông, mặt trời tỏa những tia nắng dịu dàng xuống muôn vật chấm. Bên bìa rừng có một bông hoa lạ phẩy. Năm cánh mịn như nhung chấm. Bông hoa tỏa hương thơm ngát. Bông hoa tỏa hương thơm ngát. Để em ký cô. Bông hoa gì cô? Bông hoa tỏa hương thơm ngát. Nãy là cô có đọc đúng không vậy cô? Không con. Bông hoa tỏa hương thơm ngát chấm. Bông hoa tỏa hương thơm ngát chấm. Rồi cô có thể đọc lại đúng không? Cô lặp lại. Bông hoa tỏa hương thơm ngát chấm. Bắt kịp chưa? Chưa cô. Bông hoa tỏa hương thơm ngát chấm. Xong rồi con. Tụi con viết tiếp cô cho cô ha. Cô. Sao con? Cô đọc lại cô nhét nhét một bơm, nhét chữ nghiêng nữa nên cô nghe không kịp. Rồi cô đọc lại từ đầu các bạn dò dùm cô nha. Rạng đông, mặt trời tỏa những tia nắng dịu dàng xuống muôn vật. Chấm, bên bìa rừng có một bông hoa lạ. Phẩy, năm cánh mịn như nhung. Chấm, bông hoa tỏa hương thơm ngát. Chấm. Con kịp chưa? Dạ rồi cô. Rồi tiếp tục chấm tụi con viết tiếp nha. Quanh nó thấp thoáng. Quanh nó thấp thoáng. Quanh nó thấp thoáng. Cô đọc lại cơ. Quanh nó thấp thoáng. Quanh nó thấp thoáng. Quanh nó thấp thoáng những cánh bướm.
quanh nó thấp thoáng những cánh bướm. Quanh nó thấp thoáng những cánh bướm. Dập dờn chấm. Quanh nó thấp thoáng những cánh bướm. Dập dờn chấm. Quanh nó thấp thoáng những cánh bướm. Dập dờn chấm. Tụi con kịp hết chưa tụi con? Chưa con. Rồi, chấm viết tiếp nha tụi con. Mặt trời mỉm cười với hoa, chấm. Mặt trời mỉm cười với hoa, chấm. Cô ơi, cô nghe con. Dập dờn xong rồi chấm đúng không cô? Đúng rồi con. Chấm xong rồi mặt trời mỉm cười với hoa. Cô có thấp thoáng rồi tới gì nữa cô? Ủa ai vậy? Tùng Lam cô. Ủa sao nãy giờ con để cho con viết chậm hơn các bạn nhiều vậy Lam? Con không nói cô ngay từ đầu con. Con chỉ còn kịp mấy bạn rồi nhưng mà con chưa có một được cái câu thấp thoáng rồi tới gì nữa. Quanh nó thấp thoáng những cánh bướm dập dờn. Con kịp tới đây chưa? Dạ rồi. Thưa cô, mặt trời mỉm cười với gì vậy cô? Từ từ để cô đọc cho bạn khúc đầu cái nha con. Các bạn nghe lại giùm cô câu này nha. Ai chưa kịp thì bổ sung liền giùm cô. Đừng có để mắc bạn mấy bạn mình vượt qua tụi mình nhiều quá nha tụi con. Quanh nó thấp thoáng những cánh bướm dập dờn. Lam con kịp chưa? Dạ rồi. Rồi, chấm viết tiếp. Mặt trời mỉm cười với hoa, chấm. Mặt trời mỉm cười với hoa, chấm. Mặt trời mỉm cười với hoa, chấm. Chừng nào Lam xong rồi nói cô đi, cô đọc tiếp nha. Mặt trời mỉm cười với hoa, chấm. Mặt trời mỉm cười với hoa, chấm. Mặt trời mỉm cười với hoa, chấm. Con xong chưa Lam? Dạ rồi con. Rồi các bạn viết tiếp giùm cô nha. Chấm viết tiếp. Thế là bông hoa. Thế là bông hoa. Cô đọc lại cái gì con?
Thế là bông hoa. Thế là bông hoa. Thế là bông hoa. Cất tiếng hát chấm. Thế là bông hoa. Cất tiếng hát chấm. Ủa cô ơi, có lúc khi mà em giữ bề thoát ra gì thì cô là có đọc thêm vậy? Thế là bông hoa. Cất tiếng hát. Thế là bông hoa cất tiếng hát. Thế là bông hoa cất tiếng hát. Rồi tụi con kịp chưa? Giang kịp không Giang? Ngọc My kịp không? Con Lam kịp chưa Lam? Dạ kịp rồi cô. Rồi Bách với Lộc kịp không? Con kịp rồi. Con kịp cô. Rồi, thế là bông hoa cất tiếng hát chấm. Nó hát mãi, phải hát mãi. Nó hát mãi, phải hát mãi. Chấm. Nó hát mãi, hát mãi, nó hát mãi, phải nha tụi con, rồi hát mãi, chấm. Nó hát mãi, phải hát mãi. Chấm. Nó hát mãi, phải hát mãi. Chấm. Rồi cô đọc tiếp câu tiếp theo nha. Cuối cùng nó hát mãi, phải hát mãi, chấm. Cuối cùng cuối cùng nó hỏi gió xem. Cuối cùng nó hỏi gió xem. Cuối cùng nó hỏi gió xem. Cuối cùng
Nó hỏi gió xem. Cuối cùng, nó hỏi gió xem. Có thích bài hát đó không? Chấm. Cuối cùng nó hỏi xem. Gió. Cuối cùng nó hỏi gió xem. Tụi con nghe lại dùm cô chỗ này nha. Cuối cùng nó hỏi gió xem. Có thích bài hát đó không? Cuối cùng nó hỏi gió xem có thích bài hát đó không. Chấm cái nữa đúng cô? Đúng rồi con, cô đọc lại câu này nha. Cuối cùng nó hỏi gió xem có thích bài hát đó không? Chấm. Cuối cùng nó hỏi gió xem có thích bài hát đó không? Tụi con kịp tới đây chưa? Chấm ha. Cuối cùng nó hỏi gió xem có thích bài hát đó không? Chấm. Rồi, tụi con kịp hết chưa? Bây giờ dò lại là giùm cô từ đầu đến đây cho nó trước đi ha. Rạng đông, mặt trời tỏa những tia nắng dịu dàng xuống muôn vật. Chấm. Bên bìa rừng có một bông hoa lạ, phẩy năm cánh mịn như nhung. Chấm. Bông hoa tỏa hương thơm ngát. Chấm. Quanh nó thấp thoáng những cánh bướm dập dờn. Chấm. Mặt trời mỉm cười với hoa. Chấm. Thế là bông hoa cất tiếng hát. Chấm. Nó hát mãi. Vậy hát mãi. Chấm. Cuối cùng nó hỏi gió xem có thích bài hát đó không. Chấm. Rồi tụi con kịp hết chưa? Gia An mới vô cơ. Rồi, Gia An ơi, con viết kịp không Gia An? Kịp cơ. Rồi, cô đọc tiếp. Rồi, xuống hàng, tụi con xuống hàng dùm cô ha. Viết sát cái lề dùm cô. Xó ngạc nhiên, chấm hai chấm. Tụi con viết xuống hàng dùm cô ha. Viết sát lề. Xó ngạc nhiên, chấm hai chấm. Xó ngạc nhiên. Học vô hai ô viết đúng không con? Gì con? Học vô hai ô viết. Mình viết sát lề luôn cũng được ha. Xó ngạc nhiên, chấm hai chấm.
Gió ngạc nhiên, chấm hai chấm. Tụi con xuống hàng gạch đầu hàng dùm cô. Gió ngạc nhiên, chấm hai chấm. Tụi con xuống hàng dùm cô ha. Gạch đầu hàng. Gió ngạc nhiên, chấm hai chấm. Rồi xuống gạch đầu hàng dùm cô. Ơ, phải. Chữ ơ bình thường ha. Gió ngạc nhiên, chấm hai chấm. Xuống dòng, gạch đầu dòng. Ơ, phải. Ơ, phải, chính tôi hát đấy chứ. Ơ, phải, chính tôi hát đấy chứ, chấm hỏi. Ơ, phải, chính tôi hát đấy chứ, chấm hỏi. Đọc lại dùm những cái cô. Rồi, cô đọc lại tụi con dò dùm cô nha. Xó ngạc nhiên, chấm hai chấm, xuống hàng gạch đầu dòng. Ơ, phải, chính tôi hát đấy chứ, chấm hỏi. Ơ, chính tôi hát đấy chứ, chấm hỏi. Rồi, tụi con kịp chưa? Kịp chưa Bách? Cô đọc lại ở ngay, ở ngay cái mặt khúc hát đi cô. Ơ, chính... À, ok, nhớ rồi, nhớ rồi. Ơ, phải, chính tôi hát đấy chứ, chấm hỏi. Xong rồi con. Rồi. Viết tiếp nha tụi con, chấm hỏi viết tiếp. Tôi đã làm. Tôi đã làm. Đúng cô, đúng rồi con, viết tiếp là mình viết ngang qua luôn á. Tôi đã làm. Tôi đã làm. Những cánh hoa. Tôi đã làm những cô. Cánh hoa. Sao con? Xuống dòng tôi đã làm đúng không cô? Viết tiếp con, viết tiếp qua luôn. Khi nào xuống dòng thì cô nói mới xuống ha. Ơ, chính tôi hát đấy chứ, chấm hỏi, viết tiếp. Tôi đã làm những cánh hoa. Tôi đã làm những cánh hoa. Tôi đã làm những cánh hoa của bạn đung đưa, phải. Của bạn đung đưa đúng không cô? Rồi cô lặp lại các bạn nghe. Tôi đã làm những cánh hoa của bạn đung đưa, phải. Dung kịp không Dung?
Dạ kịp. Rồi My kịp không con? Lam kịp không? Con thấy dòng ơ đi cô. Rồi Lam ơi, sao giờ con còn ở đó? Cô nói là bạn nào chưa kịp nghe chỗ nào phải nói liền cho cô nha, chứ bây giờ đọc tới một câu tiếp theo rồi mình quay lại câu cũ rất là khó. Ơ phải chính tôi hát đấy chứ chấm hỏi. Con viết tới chữ nào rồi? Con là cánh hoa. Rồi cái dòng ơ con viết được nhiêu rồi, con đọc cho cô nghe coi. Ơ chính tôi hát đấy chứ chấm hỏi. Ơ chính tôi hát đấy chứ chấm hỏi. Mình viết vừa phải thôi, tại con viết đây là nhóm các bạn mà mình cũng không cần phải viết đẹp lắm. Khi nào ở trên trường mình thì mình cẩn thận. Rồi cô lặp lại cho Lam nha, tại vì bạn chưa kịp một số chỗ á tụi con. Rồi cô lặp lại nha. Ơ chính tôi hát đấy chứ chấm hỏi. Rồi Lam xong câu này chưa con? Yeah, rồi tiếp tục nè. Tôi đã làm những cánh hoa. Con viết tới đây chưa? Dạ yeah, rồi. Rồi tôi đã làm những cánh hoa của bạn đung đưa phải. Tôi đã làm những cánh hoa của bạn đung đưa phải. Tôi đã làm những cánh hoa của bạn đung đưa. Rồi con kịp chưa Lam? Dạ rồi. Rồi các bạn, bạn còn lại kịp chưa tụi con? Cô đọc tiếp ha. Phải, tôi đã làm những cánh hoa của bạn đung đưa phải tạo thành tiếng kêu. Tạo thành tiếng kêu. Tôi đã làm những cánh hoa của bạn đung đưa phải tạo thành tiếng kêu. Tạo thành tiếng kêu lao sao. Tạo thành tiếng kêu lao sao. Tạo thành tiếng kêu lao sao. Tiếp tục ha. Nên bạn cứ tưởng mình hát chấm. Nên bạn cứ tưởng mình hát chấm. Cô lặp lại, tạo thành tiếng kêu lao sao, nên bạn cứ tưởng mình hát chấm. Cô lặp lại nha tụi con. Tôi đã làm những cánh hoa của bạn đung đưa
phẩy tạo thành tiếng kêu lao sao. Nên bạn cứ tưởng mình hát chấm. Tạo thành tiếng kêu lao sao nên bạn cứ tưởng mình hát chấm. Rồi bây giờ cô đọc lại từ đầu nha, tụi con kịp hết chưa? Bạn nào chưa kịp thì chủ động mở mic nói lại cho cô ha. Mình hát chấm đúng cô? Mình hát nha con, mình hát á, hát chứ mới hết nha, chấm. Dạ. Rồi giờ cô đọc lại từ đầu, các bạn theo dõi giùm cô nha. Tiếng hát buổi sớm mai, rạng đông, mặt trời tỏa những tia nắng dịu dàng xuống muôn vật. Chấm. Bên bìa rừng có một bông hoa lạ, phẩy năm cánh mịn như nhung. Chấm. Bông hoa tỏa hương thơm ngát. Chấm. Quanh nó thấp thoáng những cánh bướm dập dờn. Chấm. Mặt trời mỉm cười với hoa. Chấm. Thế là bông hoa cất tiếng hát. Chấm. Nó hát mãi. Hát mãi. Nó hát mãi. Phải hát mãi. Chấm. Cuối cùng nó hỏi gió xem có thích bài hát đó không. Chấm. Giọng cô hôm nay hơi bị khen á, tụi con ráng nghe giùm cô ha. Chữ nào mà nghe không rõ thì hỏi cô đọc lại. Gió ngạc nhiên, chấm hai chấm, gạch đầu dòng ha. Ơ, phải chính tôi hát đấy chứ. Chấm hỏi. Tôi đã làm những cánh hoa của bạn đung đưa, phải tạo thành tiếng kêu lao sao, nên bạn cứ tưởng mình hát. Chấm. Rồi tụi con kịp hết chưa tụi con? Dạ kịp cô. Rồi bây giờ chúng ta ghi đề. Kịp cô. Tụi con xuống dòng, tụi con ghi đề, ghi chữ tập làm văn giúp cô ha. Tụi con ghi bài đề bài giùm cô nha. Một người thân của em ở xa đang bị ốm, em không đến thăm được. Em hãy viết một lá thư để thăm hỏi và động viên người thân đó. Bây giờ tụi con ghi đề vào cô ha. Đề gì cơ? Cái đề bài trên màn hình à, cô quên, cô chưa share, tụi con chờ cô share nha. Đây, đề bài trên màn hình nha, bạn nào chưa thấy thì chờ một tí nó hiện lên. Mình có ghi chữ đề bài không cô? Thôi mình ghi đề bài rồi con ghi nguyên cái đề đó ra ha.
Cái gì con? Nếu mà không có người thân ở xa rồi đi làm sao cô? Mình tưởng tượng bây giờ mình có người thân ở xa con. Không, mình tưởng tượng bây giờ thằng bác đó ở gần mình đi, giờ con tưởng thì bác đó ở xa, con ở tỉnh khác hay là như thế nào đó. Rồi tụi con sẽ viết một cái bức thư để mà mình hỏi thăm và mình gửi lời chúc sức khỏe đến bác, mau khỏe, ví dụ như thế. Các bạn ghi đề xong thì tụi con làm cho cô luôn ha. Nội dung của mình là một người thân ở xa đang bị bệnh, bị ốm đó, mình không đến thăm được hoặc là do tình hình dịch bệnh đó, bây giờ mình hãy viết một lá thư để mà hỏi thăm động
động viên. Tụi con cũng gửi lời chào, cũng có thời gian địa điểm, rồi cũng nêu cái lý do, rồi gửi lời hỏi thăm, thông báo tình hình của mình, ví dụ như thế, giống như những bức thư trước. Bức thư trước ha, mình hỏi thăm bạn mình. Cô viết thơ dài khoảng mấy câu cô? Cái đoạn bức thư mình nêu hết nội dung ra thôi chứ đâu có giới hạn con. Đừng có viết dài dòng quá nha Dung. Dạ dạ. Cô để con tả một người thân ở trên thành phố luôn không cô? Không có tả. Con là mình đang hỏi thăm á, mình chọn đối tượng là người thân ở Sài Gòn cũng được nha. Mình chọn đối tượng là người thân ở Sài Gòn để mình viết bức thư chứ phải mình tả về cái người đó hoặc là mình kể về người đó. Mà nội dung bức thư của con là để hỏi thăm sức khỏe á, tại vì người đó đang bị bệnh á. Mà không có bệnh thì kể sao con? Cái gì con? Bây giờ con tưởng tượng, bây giờ thí dụ như bị bệnh ha, một bệnh đau bao tử hay là bệnh gì đó, bị bà bị rối loạn tiền đình hay là bị mệt gì đó, ông bà mình tưởng tượng ví dụ như lớn tuổi ha, bây giờ mình không hỏi thăm được, mình không có đi được, thì bây giờ mình viết bức thư mình hỏi thăm. Chứ không phải nhất thiết là con nói là con không có người thân ở xa thì bài này mình không làm là không được ha. Mình đặt trường hợp là ông ba mẹ cũng là người thân trong gia mình đôi lúc cũng có bị bệnh á, bị ốm, nhưng mà người đó ở gần mình thì giờ mình tưởng tượng người đó đang ở xa mình. Sao con nói lớn lên mi cô không nghe con? Cô không nghe con nói gì hết á. Chỉ là bạn đã nói quay quay cái lại cái đề bài cô, cái hình đề bài cô. Sao cô không nghe được mi nói gì hết á? Đúng rồi, người lớn thì tụi con kêu bà, kêu bác Tư, bác Năm gì thôi chứ tụi con khỏi nói tên ha. Còn bạn bè của mình gần thì mình nói tên.
Có bạn nào làm xong chưa tụi con? Có bạn nào viết xong chưa? Bạn nào xong thì có thể chụp gửi cho cô liền luôn ha. Lát tụi con làm xong tụi con cũng gửi liền cho cô nha. Bác làm được xong chưa bác? Ủa bác đâu rồi kìa? Lọc vừa xong chưa Lọc? Bác ai gần xong chưa bác? Dạ. Một nửa bài rồi cho nãy giờ vẫn chưa nghĩ ra được dùng mấy cái câu khác. Rồi Lộc, con làm gần xong chưa? Dạ con gần một trang rồi con. Trời ơi, viết vừa phải thôi nha. Mình hỏi những nội dung cần hỏi rồi mình gửi lời chúc sức khỏe động viên là được. Rồi Gia An, Lan, tụi con làm gần xong chưa? Con vẫn chưa nghĩ ra được cô. Con chưa làm gì luôn hả? Không. Con nãy giờ cũng làm được. Thì bây giờ tương tự như bây giờ con tưởng tượng mình gọi điện, mình hỏi thăm một người. Mà bây giờ mình không gọi điện mà mình viết thư thì mình hỏi thăm sức khỏe như thế nào? Gia An con làm được nhiêu rồi Gia An? Cô. Cô nghe nào Lộc. Ý con nói một trang á là tính cái bài nãy luôn chứ chứ con viết này nửa trang à.
Mình viết vừa phải đủ đảm bảo nội dung cái bức thư mình định hỏi cái gì, mình chia sẻ cái gì, là mình người khác bị bệnh mình hỏi thăm. Ví dụ mình nói là bà dạo này bà sức khỏe bà đã thế nào, con nghe bà bị bệnh nhưng không đến thăm được, hôm nay con viết thư này để hỏi thăm sức khỏe của bà. Đó là tụi con đang nêu cái lý do để mà mình viết thư đó. Rồi Hoàng Dung và Ngọc My, tụi con làm tới đâu rồi? Xong phần thông bài. Rồi bây giờ tụi con sẽ tiếp tục làm bài này. Khi nào xong thì tụi con nộp cho cô ha. Hẹn là tụi con làm cho đến 10 giờ nha. Làm xong hay không xong gì thì trước 10 giờ cũng nộp cho cô. Mình làm giống như một bài thi vậy đó. Để cô xem tụi con làm bài, tụi con hiểu bài như thế nào. Được không? Đây thì bây giờ là 9 giờ rưỡi, 9 giờ 9 giờ 26. Thì bây giờ cô sẽ kết thúc buổi học, tụi con sẽ ngồi tiếp tục làm cho đến khoảng tầm 10 giờ. Trước 10 giờ bạn nào xong thì có thể nộp ngay cho cô. Còn bạn nào chưa xong thì cô cho thêm 30 phút để mà tụi con làm bài. Rồi tụi con sẽ nộp cho cô trong khoảng thời gian là 10 giờ trở lại, trước 10 giờ tụi con được không? Cô con 10 giờ tối hay là 10 giờ 10 giờ sáng này cô? là con làm liền á, chứ tại bài này là bài kiểm tra mà, cô không thể nào cho tụi con làm lâu được. Tại vì mình làm online nữa không có đảm bảo được cái tính minh bạch ha. Rồi được không các bạn? Tụi con bây giờ tụi con có thể thoát ra và ngồi làm tiếp tục. Làm xong thì chụp bài gửi cho cô được nha. Em chào cô. Rồi nhớ làm Chào đầy đủ cô. cho cô nha. Cô sẽ gửi Để vào với yêu cầu vào trong nhóm. dạ. Bye cô. Rồi. Bye cô.